Bộ tranh Tùng Cúc Trúc Mai kích thước mỗi tấm là 30 x 1 mét, khung dày 3 phân, rộng 3 phân 1, chiều dày của ván là 1 phân 8, đục vét nền sau 1 phân. Chi tiết kênh bông nổi bật. Cây tùng, cây cúc, cây trúc, cây mai. Cây mai thể hiện cái mùa xuân, cây trúc thể hiện cái mùa hạ, cây cúc thể hiện cho mùa thu, cây tùng thể hiện cho mùa đông. Đây là chiều dày của cung, đây là phía sau của tấm tranh. Phía sau của tấm tranh.